Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay ngày 21 tháng 11 thì Xuân Đỉnh lên một cái clip cũng như chia sẻ rất là thực lòng với các bác. Đây là một cái cặp loa mà Xuân Đỉnh bị một bác khách ở Hải Dương là bác Cường bác cái trả lại. Một cái lý do nó gọi là hết sức là buồn cười. Thì ở đây thì nói thật là Xuân Đỉnh cũng chưa bao giờ bóc phốt bất kể một cái bác khách hàng nào cả. Nhưng các bác cũng có thể thấy rõ là cái cặp loa này nó rất là đẹp. Đây là cái loa Xuân Đỉnh để phía dưới này. Gân zin nhé. Gân zin mà gân hãn còn căng nét luôn. Màng màu xanh. Thì cái dòng này là dòng Bose 301 Series 2 dòng monitor. Thì dòng này nó sẽ có 3 đời. Đó là đời đầu. Và đây là đời giữa thì nó màu xanh. Còn đời chót thì cái mặt của nó rất giống với dòng Series 3. Đấy, thì đây là dòng này là đời thứ hai thì nó sẽ là đời củ bọc. Và từ những cái dây zin các bác thấy rõ là những khi mà đã là dây zin của nhà sản xuất thì làm ra thì nó sẽ rất là cẩn thận và nhìn nó rất là đẹp. Đấy, màng hãn còn xanh nét luôn, không hề bảo là thay màng hay thay gân để bác ấy phản hồi thì Xuân Đỉnh cũng thoải mái. Nhưng cái lý do mà bác ấy bảo là không nhận hàng này thì đây là cái lý do mà nó rất là buồn cười. Thì đây các bác có thể nhìn thấy rõ cũng như đánh giá là Xuân Đỉnh tháo một cái loa bát. Đây. Đấy. Loa bát này nhá. Các bác thấy rõ là từ những cái dây này, quấn nó vẫn còn nguyên này. Đấy. Đây dây quấn này. Chưa hề bóc. Mà bác ấy chỉ nói là cái đít này. Đây. Cái đít này đã có dấu hiệu bị mài. Thì bây giờ nói hỏi thật với các bác này. Cái đít loa này thì bây giờ thí dụ đây thì Xuân Đỉnh là một người bán hàng nhưng cũng nói rõ với các bác đây cái cặp loa này là cặp loa là cũ đã qua sử dụng. Thí dụ như 10 các bác đi xem hàng thì các bác cũng yêu cầu là tháo củ loa ra xem. Thì mỗi một lần mà các bác tháo củ loa xem các bác đặt thẳng lên trên cạnh này. Các đặt trên cạnh thùng này thì y rằng là sẽ, cái cạnh này nó sẽ có những cái vết xước đấy. Chứ không phải nếu thí dụ mà cái loa này mà tháo đổi loa khác sang. Và các bác chú ý là tháo đổi loa khác sang cho các bác ấy rồi. Đấy, tức là đánh cháo loa thì nó lại khác. Còn đây bác chỉ nói lý do là dấu hiệu của nó là cái đít này nó đã bị mài xước. Đấy, trong bác hoàn trả lại cửa hàng Xuân Đỉnh. Còn ở đây thì Xuân Đỉnh cứ bán và tả rõ với các bác riêng cái cặp Bose. Đây là dòng Bose 301. Zin tuyệt đối từ những cái dây ở trong cuống loa cũng chưa hề có nhấc. Cũng như loa cũng vậy. Không hề thay gân thì nói thật với các bác mà bác bảo một cái lý do là cái đít loa nó bị mài là nó không zin thì Xuân Đỉnh cũng không biết phải trả lời kiểu gì. Đây là tiếng loa gân zin màng xanh nét rất là đẹp, thùng rất đẹp keng sờ beng luôn. Đấy, đây là cặp và đây là đời thứ hai nhé. Loa thiết kế bên trái bên phải Bose 301 Music Monitor 25 mã Series 2 đấy. Năm nay thì trở kháng là 8 ohm và được sản xuất tại Canada. Đấy. Năm nay thì nó có 3 nơi sản xuất là Mexico, Canada và một thị trường của Mỹ nữa. Năm nay thì sản xuất cho thị trường của Nhật thì cái màng nó sẽ là màu xanh. Và ở cái đời Series 2 này không bao giờ có hàng nhái. Cho nên các bác mà bảo là Xuân Đỉnh bán cho các bác hàng không zin thì nói thật là đây zin từ gân lẫn màng. Loa thì chưa hề bóc cái dâu của cái loa bát ra thì các bác bảo là nếu mà chưa bóc ra thì còn độ zin hay không. Và zin ở đây là zin tuyệt đối luôn. Đấy, thì Xuân Đỉnh khẳng định luôn cho các bác luôn là hàng ở đây Xuân Đỉnh bán cho các bác là cái model đời 301 Series 2 này thì không có hàng nhái để các bác an tâm về chất lượng. Cũng như cái cặp loa này cũng vậy, loa rất là đẹp. Nhưng bác chỉ lấy một cái lý do là cái đít của loa nó bị mài thì mà bác trả lại Xuân Đỉnh. Đấy, đóng hàng thì rất là kỹ càng, một cái thùng xốp cẩn thận, góc cạnh không hề chảy xước, căng cước tem mác cũng còn đầy đủ hết. Đấy, rất là thất vọng cho những người mà tuy rằng Xuân Đỉnh không bán về nhiều những dòng loa Bose nhưng đã nói bán cho các bác khi hàng mà Xuân Đỉnh ví dụ khách nâng cấp thì nói rõ là hàng nâng cấp, còn hàng bán hàng bãi thì nói rõ là hàng bãi và đẹp thì xuất sắc rồi. Đấy, mức giá thì cũng chỉ có 6,5 triệu cặp loa rất là mềm mại. Thì hôm nay Xuân Đỉnh lại đăng lên cho các bác cũng như chia sẻ và cái kinh nghiệm để các bác biết rõ. Ở đây Xuân Đỉnh bán cho các bác là zin tuyệt đối từ gân lẫn màng. Bose 301 Series 2 Music Monitor zin tuyệt đối
mức giá 6,5 triệu, và giá này giá rẻ nhất tại cửa hàng Xuân Đình, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Còn đây là cái bác Cường ở thành phố Hải Dương đấy, bác mua xong bác nói một cái lý do nó rất là buồn cười, nhưng qua là người lớn thì thôi Xuân Đình cũng không có ý kiến gì cả, vì đây coi như là mình không có duyên thôi, chứ bây giờ bán hàng đi quay ra đi cãi nhau với khách thì nó mất hay. Nếu bác nào có nhu cầu đi chơi cặp bốt xịn không có hàng nhái, dòng này dòng sản xuất xuất cho thị trường của Nhật nên màng nó là màu xanh và zin tuyệt đối từ gân lẫn màng, giá tiền là 6,5 triệu đồng. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho Xuân Đình, và đây cũng là mỗi cặp mà Xuân Đình cũng lựa chọn là tuyển chọn xuất sắc, chứ không phải là bảo là xấu xí thì các bác lấy lý do nó rất là đơn giản. Nhưng đây các bác thấy rõ vỏ viếc xi không hề có bị dập vỡ, cạnh thùng không móp méo, càng cước còn đầy đủ hết, mà giá tiền thì rất là mềm. Mất công thì Xuân Đình đóng gói cho các đóng gói cho bác mà bác nói một câu thì rất là ngại. Các bác có nhu cầu thì cứ alo Xuân Đình, cặp bốt 301 series 2 duy nhất có một cặp, hàng đẹp xuất sắc, giá tiền là 6,5 triệu đồng. Cảm ơn các bác theo dõi video cửa hàng Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.